ta lại đi tìm một lối riêng, không quan tâm nhân ra đúng sai, chỉ biết sống cho mình ta thôi. Có giây phút canh cánh trong lòng, khi cuộc đời còn nhiều niềm đau, ta quay lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn là có gia đình luôn bên ta. Nhà là niềm vui của ta, yêu thương chút sống tràn hoa, từng ngày nhà chơi thiết tha với những tiếng nói vui cười bên nhau. Vì nhà là nơi bình yên, đồng tình lắng nghe cho nhau, mọi người sẽ chia vun đắp giữ mái ấm gia đình yêu thương. Coi phim nè. Coi phim hài sao khóc dữ vậy trời. Bị đau mắt hả cho em? Bị đau mắt. Tại sao lại coi mình là em gái? Sao á? Mình có bao giờ gọi anh là anh trai đâu mà gọi là em gái. Muốn làm nhục mình chứ gì? Trời ơi, tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ nó xa một giọt lệ cho bản thân tôi. Và bây giờ lệ nó tuôn mà xối xả trào ra ngoài, không biết cho thằng nào. Nó khóc vậy đó là nó thất tình đó, là nó yêu sâu đậm lắm rồi. Vô duyên quá. Đang thất tình tao khóc gì mà hai đứa bay cười. Vô duyên. Nó không phải là người nữa mà. Anh đang ở đâu đây anh? Có hay về bên này? Anh chắc đang bận rơi nơi có tiền yêu mời nên anh đâu nào đây. Cho em thất tình hát hay quá. Hay quá cho em ơi. Hát không nhận được bài gì luôn á. Con bị điên hả? Hát đâu mà hát nó đăng tru chứ hát gì. Không nhận được bài hát luôn á. Trời ơi, chó tới mùa nó tru rồi thấy ớn không? Kệ má ơi, cho em nhà mình thất tình lần đi cho trưởng thành. Gan quá, tao công nhận con này nó gan dễ sợ luôn á. Nó thất tình mà nó hát cỡ đó là nó quá lắm rồi, nó không còn tỉnh táo. Từ đây về sau gia trang này con cấm tất cả mọi người đừng có ai nhắc tới từ quá với con nghe chưa? Con sẽ làm lại từ đầu. Ta lo bò đi hết, ta làm lại từ đầu. Ta lo bò đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Không quá vậy má. Nói nghe nè. Sợ nếu ơi. Mà nó thất tình, nó làm như vậy là làm quá người bình thường, hiểu không? Bên ngoài có vẻ cứng rắn nhưng mà bên trong nó là một cọng bún quá yếu mềm không nhắc quá nữa. Nghiêm nghỉ ngồi cuộc họp gia đình ngày hôm nay á, là tôi muốn thông báo một chi tiết như thế này. Nếu mà cái tình hình mà tiếp tục như vậy thì con chó em nhà này nó sẽ bị phát điên. Trời ơi, cái người đó. Điên trước là tôi đây nè. Tôi nói tôi ở chung phòng với nó mà đang ngủ tự nhiên nó lại là tôi đập bầm quá râm. Đập bàn hay đập gối? Đập giường. Đập giường thì nói vậy cho nó. Nó là chuyên môn cái hiện tượng tôi dặn bà nè. Bà ngủ chung với nó bà để ý nha, nó chuyên môn lấy gối nó đập cho cái bản mặt của nó không đó nha. Công lao tôi gìn giữ cho nó, cái mặt nó như là cái mền nữa là chết tôi luôn đó. Chưa hết đâu. Chưa có chồng luôn đó. Mà chưa hết. Không những nó la rồi nó đập mặt vô gối, nó đập bất kỳ chỗ, cái chỗ nào. Nhưng sau đó nó ngồi dậy nó lẩm bẩm. Chà. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Thôi má ơi, mình phải tìm cách nào để cứu quý thôi, không được đâu. Cách nào bây giờ? Thôi không sao đâu. Chứ em thì mình nào giờ nó cũng hay phát bệnh vậy má ơi. Vài bữa hết yên tâm. Con nói nghe cho anh, con yên bề gia thất rồi là con phải nghĩ tới em con nha. Con đừng ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Con hiểu cho em lắm. Con phải tìm cách con giúp em. Con nữa, bây giờ con chỉ cho em cái cách mà vượt qua nỗi đau đi. Chứ con không có thờ ơ vậy được. Nãy giờ con có suy nghĩ rồi. Sao? Theo kinh nghiệm của bản thân con thì cách để vượt qua được nỗi đau là mình phải đối diện với nó. Đối diện với nó? Ôi, kinh nghiệm đồ, nó nghe dữ dội ha, kinh nghiệm. Ủa? Thời mà cô hoài mai chưa chấp nhận nó vậy đó. Má đồng ý với con. Má rất đồng ý với cái kinh nghiệm này của con. Tức là với nỗi đau là mình phải đối diện với nó. Đúng. Mình trực diện với nó. Là mình hết sợ. Thà đau một lần rồi thôi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Má. Cái gì hết hồn. Cái thằng này thiệt á. Con đã có cách. Sao? Cách gì? Không phải là người nữa mà. Hả? Trời ơi. Nó la nữa kìa.
Mình đang buồn mà tại sao mình lại coi phim buồn? Phơi phim tình cảm làm cái gì? Coi phim sướt mướt làm cái gì? Để rồi nước mắt hai hàng. Trời đất quỷ thần ơi, người ta đang buồn người ta phải coi phim cười, coi phim vui. Bây giờ con khóc suốt cả cuộc đời, nó càng cái cuộc đời nó nhão nhoẹt ra chứ có giải quyết được gì. Bây giờ vậy nè, nè cho em, con hãy quay lại con nhìn Sáu đi. Quay lại nhìn Sáu, con còn đó, nè, đó, đâu. Không cái gì. Nè, không bao giờ Sáu buồn mà Sáu khóc như vậy. Mà Sáu hủy hoại cuộc đời mình, hủy hoại sắc đẹp mình như vậy. Hiểu chưa? Bây giờ mày có khóc cho nó thật đó, cho tới chết đi chăng nữa, thằng quá nó không biết đâu. Trời ơi, con chụp hình con đi. Trời ơi, con khóc cho đã đời đi, xong rồi con mắt con nó sưng như một con cốc. Cứ khóc đi, xong rồi trở thành một con cốc xình thối, không ai quan tâm tới mình đâu. Thậm chí thằng quá nó thấy ghê quá, nó sẽ nấu cháo cốc mà nó ăn. Không đi, không đi. Không làm cháo cốc đâu, không làm cháo cốc đâu. Tự dưng ngồi nhớ lại cái hồi lúc mà tôi với ba thằng chó anh á quen với nhau á, sao tôi cứ ngỡ như là mới hồi hôn á bà Sáu. Trời, mà ngỡ cái gì mà cho em chèm lại đây đi, vô đây vô đây, ngồi ngồi má kể chuyện đời xưa nè. Rồi sao nữa, tiếp đi, nghe nè. Con biết sao không, hồi lúc đó đó là gia đình ông bà ngoại chỉ có là vừa cái mức gọi là vừa phải thôi, chứ nghèo thì cũng phải là nghèo quá, nhưng mà giàu thì cũng phải là giàu, đúng không? Bình thường thôi, đủ ăn vừa ăn, đúng không? Nhưng mà ba của con á, trời ông đẹp, tao nói cái thời điểm đó ông đẹp mà, tao nói con gái ở trong vùng đó, tao nói nức lòng hết trơn, trời yêu thầm trộm nhớ biết bao nhiêu. Tôi nhớ hình như bà cũng có yêu thầm ổng hay sao á. Trời ơi, cái đợt đó mà ngộ ra thì tôi với bà mới đầu là hiểu lầm nhau, xong mới thân nhau là từ cái vụ mà bà thầm thì đó. Ủa sao tôi không nhớ gì mà tôi không hình dung ra được cái mặt ổng luôn ha. Trời đất ơi, bà bị điên hả? Ổng á là vậy, bà cứ cắt cái mặt của con chó anh ra ha, rồi bà lấy cái hàm râu này nè, bà phúng, bà gắn râu vô là ra ổng đó, bà nhớ chưa? Ấy, sợ đó rồi. Mà tôi nói thiệt cái bà đó, bà cua ổng sao bà nói tôi nghe. Bà cũng chỉ có một cái chiêu thôi. Tôi thì phải có chiêu. Tôi nói muốn cua được ổng, bây giờ ổng là giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà, bà hiểu không? Thành ra là lúc đó cả tôi cả bà cùng thương ổng. Có mẹ này mẹ quên hoài, mẹ bực bội lắm. Bực gì? Nhưng mà tôi thắng bà là bởi vì tôi có chiêu. Bà hiểu không? Bà con người bà không có kiên nhẫn. Cái chiêu của bà đó, cái chiêu của má con đó, một kiểu một thôi, là bám người ta đó dai như đĩa đó, con tin không? Ủa? Bám chặt luôn á, người ta chạy theo bám cứng rồi. Ủa, cái chiêu đó ông bà mình chỉ mắc mớ gì mình không học hỏi nè. Hát hay không bằng hay hát, đẹp trai không bằng trai mặt, bởi vì tôi phải lì thôi, đúng không? Tôi cứ lì đó, tôi bám theo ổng ha. Tôi bất cứ chỗ nào ba con ở đâu là má trường ngường trước mặt ba con á, xấu xí làm chuyện để ý mà, con tin không? Má cua ba con có 3 ngày là dính liền. Khác hoàn toàn với Sáu. Ở đây cua 3 ngày, đúng không? Ba con Tú Anh, Sáu đây chỉ 1 ngày thôi đổ gục. Trời ơi, nè để má truyền kinh nghiệm cho nghe. Kinh nghiệm gì? Lý do tại sao bả 1 ngày, khi mà bả biết má với ba là đến với nhau rồi, con hiểu không? Là ba con yêu má rồi, bà đau khổ, bà khóc ngất, bà khóc 1 ngày. 1 ngày khóc 1 dòng xong. Thì cái người mà người chồng của bà bây giờ là chứng kiến bà khóc vậy, tội nghiệp, thương cảm, rồi mới là chăm sóc bà, rồi hai người mới đến với nhau luôn. Trời ơi, ở đâu cũng mà bà có à? Bà cũng, à? Cũng bà tâm sự với tôi, bà cãi tôi không à? Tưởng bà vẽ nguyên một cái kịch vẽ bản cái trời gì? Ơi, trời sao? Ơi thì là sao? Trời ơi, bà trời là bà quên rồi. Quên vậy? Mà cái cách của bà tôi thấy nó bị ủy mị lắm. Tại vì tôi nói bà nghe chẳng thà lì như tôi, bám chặt như tôi, còn có tự nhiên bà khóc lóc, bà cái yếu đuối trong tình cảm. Cái đó là chiêu. Mình giả bộ nề làm yếu, mình giả bộ ẻo lả để người ta cảm thấy người ta vững vàng như một bóng tùng quân, đúng không? Xong rồi đó người ta che chở cho mình. Thì nó tóm lại là tôi với bà đều xài chiêu. Mà có chồng nhờ vậy mà lúc mà mấy ông biết mình xài chiêu chết một cọc.
chỉ có một con ruồi, một con ruồi ở đó thôi, ngoài ra không có một bóng người. Con cái chỉ cho nó kinh nghiệm yêu đương, cuối cùng ruồi nghe con không nghe. Ngon không? Ngon. Được không? Sáng em lựa kỹ lắm luôn á. Ừ, chua ơi chua luôn, ngon ơi ngon. Chua quá hả? Chua quá hả? Chua quá không à? Ngọt. Để bộ. Chồng. Sao hồi xưa chồng thương em vậy? Tại vì xưa em như đĩa đó. Em đeo anh dai thiệt dai luôn, anh dứt bao nhiêu lần không được. Bạn chấp nhận. Vậy chứ không phải là anh bị khuất phục trước em hả? Thì đó, em như đĩa, em đeo bám anh, đeo riết, anh dứt không được. Anh mệt mỏi quá, anh phải chấp nhận thôi. Với lại em quá nhiều chiêu trò. Cho nên anh mệt mỏi quá, anh ok ok, cho xong. Vậy phải gọi hả là chồng bị ngã gục trước tay của em. Gục đổ. Đổ. Đổ sụp. Ngã gục, gục đổ, đổ sụp. Đổ làm như có mình đổ gục, gục đổ. Gì vậy? Làm bèm gì vậy? Làm gì? Không ai đổ gục trước em rồi em làm bèm hả? Bèm gì? Em làm bèm gì? Ai thèm? Ai thèm có người đổ gục dưới chân mình? Vậy sao? Anh á, anh biết được vài bí mật của anh quá. Quá gì? Bí mật gì nói nghe coi. Ủa này đang nói chuyện bên đây tiện chọc chọc nhau vậy? Ai quan biết? Tâm gì? Quan tâm lắm hả? Anh kể cho nghe quan tâm. Coi coi, ông nói sao với tôi. Ờ thì có gì đâu. Tại vì hôm trước anh đi cà phê với anh Quá. Cái anh Quá anh phải thổ lộ nhỏ cho anh nghe thôi. Nhỏ nói gì? Thổ lộ gì? Chắc coi tôi như em gái chứ. Không, bữa đó anh nói khác. Anh nói cái tình cảm nó khác lắm. Khác lại gì nói ra coi. Con. Chả không nói nữa, thấy thái độ không có hợp tác. Thái độ gì đâu thì anh em trong nhà nói cho nghe. Thì anh Quá anh nói là ảnh. Thôi nói làm gì, biết ta đã quan tâm. Anh thích Quý đó. Quá thích Quý. Đứng hình luôn rồi kìa. Quá thích Quý. Dạ em nghe nè sếp. Chiều nay em đi gặp khách hàng nha. Đây là khách hàng lớn đó. Bên mình đang cạnh tranh với bên FS. À, anh sẽ gửi thông tin khách hàng qua email cho em xem trước nha. Dạ. Công ty FS. Công ty này quen quá ta. Hình như của ông Quá. À, chết rồi. Nếu mà mình nghe lời sếp mà bây giờ mình đi ra gặp khách hàng quan trọng đó, là có nghĩa là mình sẽ gặp ông Quá hả? Mình đối diện với ông hả? Chó em, đi đi con. Ông trời đang muốn cho hai đứa tụi con gặp lại nhau đó. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Hãy giành giật khách hàng cho bằng được đi. Chó em, đi. Không ổn. Niềm kiêu hãnh một leader đâu rồi? Hả cho em. Quý à, cô bạn thân mạnh mẽ của tôi đâu rồi? Hãy đối mặt và khiến cho anh Quá phải gục dưới chân mày đi. Đi đi. Đi đi mà cho em. Đúng rồi. Dù gì thì mình cũng chưa có thua mà. Ông Quá cũng chưa từ chối mình mà. Mắc gì phải sợ. Mạnh mẽ lên. Quý ơi. Nhỏ này cũng đâu có gì đẹp hơn mình đâu. Quý, mình sẽ làm được. Cho em nhớ cho kỹ biết chưa? Nết nào với Thùy Mị, hiền hậu. Đừng có mà trong toan cái miệng lên biết chưa? Biết rồi, em biết rồi. Cố lên. Biết rồi. Dạ, em mời anh coi bản phát thảo ý tưởng bên em nha. Ừ. Đối với bản ý tưởng bên em thì em xin trình bày anh trước. Là cái sản phẩm sữa chua em nhắm vào rất nhiều đối tượng lập gia đình rồi, chưa lập gia đình và cả gia đình nhiều thế hệ. Nhưng mà quan trọng nhất là sản phẩm em vẫn nhắm đối tượng chính đó là trẻ em. Sau khi mà
xem qua cả hai bản thuyết trình á thì tôi thấy là bên nào cũng có điểm hay riêng hết. Dạ. Bên cô Quý á thì concept rất là sáng tạo. Dạ. Còn bên FS đây á thì mạnh về truyền thông. Nên là hiện tại tôi chưa quyết định được. À, vậy thì anh nghĩ khi nào mình chốt được? Em nghĩ là anh cứ từ từ nha. Tại vì đừng có gấp rồi đưa ra quyết định vội vàng không tốt đâu. Em chờ được mà. Cô Quý đây kinh nghiệm đầy mình ha, xinh đẹp mà còn sắc sảo nữa. Cảm ơn anh. Mình phải nói là có hai cô gái xinh đẹp chứ anh. Thôi được rồi, tôi sẽ về suy nghĩ kỹ hơn và đưa ra quyết định sớm nhất. Chào mọi người ha. Để em tiễn anh. Chị với anh quá quen nhau lâu chưa? Tụi này đang tìm hiểu. Đang tìm hiểu hả? Vậy ra em có cơ hội rồi. Ý em là sao? Đang tìm hiểu thì em có cơ hội tại vì em thích anh quá mà. Anh quá chỉ thích mình chị thôi. Chị coi em là em gái thôi. Coi em là em gái á? Chừng nào anh quá anh nói em mới tin, còn chị nói em không có tin đâu. Ừ vậy thôi em cứ hỏi ảnh đi. Không mất công á lại mang tiếng là ảo tưởng. Chị chống mắt lên chị coi, tôi nói với anh quá. Lúc đó rồi hả sáng con mắt chị ra. Trời ơi. Ôi sao mà cho em nó làm gì vậy ta? Nó liền tình quá rồi. Chuyện này chắc tiêu quá. Anh quá. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì Quý? Em thích anh. Mình hẹn hò nhau đi. Anh không. Tới đây chưa? Anh quá chỉ thích chị thôi. Em đừng có cố chen chân vô nữa. Mắc công mang tiếng là người thứ ba. Cho em. Cho em. Cho em. Anh quá. Không ngờ con người của anh như vậy. Sau này đừng bao giờ làm phiền cho em nữa nghe chưa. Trời ơi, đứt ruột, đứt gan á. Sao yêu chi mà khổ dữ mà. Cái đứa nó không ra gì. Đừng khóc nữa con, tội quá. Cháu bà chứ không ra gì gì. Thì cháu tôi có nói gì. Con, cho em nghe má nói nè, con cứ khóc đi. Có bao nhiêu nước mắt con cứ trào ra hết đi. Khóc một lần, thà đau một lần, rồi con quên nó đi. Quên cái thằng trâu xanh ngựa giật đó đi. Mà đúng là cái ông quá đó đó, lật mặt như lật bên trán vậy đó. Vừa nói với con xong mà có tình cảm với cho em. Vậy mà quay qua một cái. Sự con tôi nó chưa biết yêu lần nào luôn á. Thực sự mà nói á. Tội nghiệp ông Quý quá à. Nó cố gắng gì ông quá trời luôn. Tụi này ông có thần tượng ông nữa. Ông thỏa thính còn chưa. Thỏa thính người ta xong người ta quay qua. Người ta có tình cảm thì bổ. Đúng cái kiểu giống như chó dặn la vậy đó má. Đi tới đâu là thả đàn tới đó. Em không ngờ em gái nuôi gì đó của anh lại mặt dày như vậy. Cổ tính đóng vai em gái mưa chắc. Đã xấu già rồi còn tưởng mình là công chúa. Quý không phải là người để em nói xấu vậy đâu. Mà hồi nãy em nói chuyện gì với Quý vậy? Thì em nói em với anh đang tìm hiểu nhau đó. Trời, sao tự nhiên em nói như vậy? Chứ không phải là anh nhờ em đóng giả là bạn gái của anh hả? Thì cái đó là anh nhờ em mấy lần trước thôi, chứ đâu có nhận em lần này đâu. Dù sao thì cũng phải cảm ơn em. Lần sau anh không có nhờ nữa đâu. Em biết rồi. Thôi em về công ty trước đi, anh còn chút chuyện. Thôi, không có buồn nữa. Mạnh mẽ lên cho em. Bây giờ người ta lật mặt rồi, quan tâm làm gì nữa. Không có quá, anh sẽ giới thiệu cho em anh quà, anh quà, anh quà. Tốt hơn ngàn lần luôn. Nhưng chị phải buồn. Đúng rồi đó. Chó em. Chó em à, chó em mạnh mẽ của má ngày xưa đâu rồi. Chó em bất cần đời của má ngày xưa đâu rồi. Không ai có thể làm con tổn thương được mà. Tại sao bây giờ con yếu đuối như vậy hả con? Mày
Trời ơi, không lẽ giờ tôi đi gọi điện thoại tôi mới mắng vô trong mặt nó. Cái thứ không đàng hoàng, cái thứ đàn ông gì đâu mà đào hoa lẳng lơ. Mới nãy rồi, con chào cả nhà. Trời. Quý, em hiểu lầm ý anh rồi. Anh tới đây, anh tới đây làm gì? Hả? À, anh tới gì? Anh xin lỗi, nãy anh sai, anh ý của anh không phải là như vậy. Hả? À, anh muốn cái gì? Ý của anh là sao? Ý của anh là hồi nãy... Ý là sao hả? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Anh nói rõ ràng, cô cho em nhà tôi bằng tấm chân tình tới tỏ tình với anh. Anh phủi một cái phạt, một cách tàn nhẫn, một cách vô tâm. Anh chà đạp đến con tim yếu đuối của nó. Anh nói gì nữa hả? Thôi con không nói nữa. Quá à, thiệt cô quá thất vọng vì con. Cô nói thiệt luôn. Tôi nhục nhã quá, đi về con đi. Con đi về đi, con đừng bước chân vô cái gia căn của con. Thôi thôi, cả nhà con thấy không? Thôi được xúc động á. Con làm tổn thương nó quá nhiều. Quá trời mà. Con giàu nặng làm sao mà bây giờ nó không có. Cả nhà ơi, cả nhà nghe con nói nè. Con làm như vậy là vì quyền chỉ con kêu phải làm như vậy để thử thách tình cảm của chó em. Làm sao? Ê, nè. Không, tại vì trước lúc đó là ông nói với con là có tình cảm thật với chó em, cho nên là con mới định bày cách ra để mà tác hợp. Mà ai ngờ đâu là ra tới ngoài kia là lật mặt luôn. Thì anh phải làm gì để thử thách tình cảm với chó em chứ. Tình cảm mà anh thử thách. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, bắt cái gì mà vô. Thì hồi nãy anh đã nói là anh không có muốn hẹn hò với em nữa. Trời ơi, mọi người cho con nói cái này được không? Con nói là không muốn hẹn hò với chó em là bởi vì... Cái gì? Anh muốn cưới em. Cưới? Mình cưới nhau nha em. Mai Vân, nói cái gì tôi hết một câu. Nói chuyện mà ngắt quá người ta không hiểu được. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi ta không có giận hờn. Nụ cười luôn nở trên môi, yêu thương sẽ luôn ở đây thôi. Dọn người và luôn đẹp xinh khi ta luôn có gia đình. Mọi người sẽ chia vun đắp giữa mái ấm gia đình yêu thương. Có những lúc đau đớn trong lòng, ta lại đi tìm một lối riêng. Không quan tâm nhận ra đúng sai, chỉ biết sống cho mình ta thôi. Có giây phút canh cánh trong lòng khi cuộc đời còn nhiều niềm đau. Ta quay lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn là có gia đình luôn bên ta. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi ta không có giận hờn. Nụ cười luôn nở trên môi, yêu thương sẽ luôn ở đây thôi. Mọi người sẽ chia vun đắp